Dạ, kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đến với một cái series mới mà hôm trước Coleman có chia sẻ trên Facebook của mình á, là rất là nhiều khán giả hay nhắn tin hỏi Coleman về làm thế nào để kinh doanh nè, để khởi nghiệp nè, rồi xây dựng thương hiệu, rồi truyền thông, rồi tiếp thị và làm sao để thu hút khách hàng, bán hàng và kinh doanh. Thì kính thưa quý vị khán giả, chính từ cái nhu cầu đó mà Coleman cũng muốn là thôi thì mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó. Trên thực tế thì mình cũng chẳng phải giỏi giang, cũng chẳng phải là chuyên gia mà kinh doanh thành công gì cả. Lên bờ xuống ruộng cũng tan nát lắm. Giờ này đang ngồi quay ở đây là cũng là tan nát lắm. Đó, nhưng mà mình nghĩ rằng những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của mình là từ cái thành công cho tới thất bại, rồi thất bại rồi tới thành công. Thật ra mình thất bại nhiều hơn, cho nên mình muốn chia sẻ lại những cái bài học từ cái thất bại của mình để cho các bạn trẻ hoặc là những cái quý bà con nào mà mình đang có kinh doanh, mình đang khởi nghiệp, hoặc là mình đã là khởi nghiệp lâu mà chưa thành công, thì chúng ta cùng nhau chia sẻ thế thôi ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì mở màn cái chương trình này có một bạn trẻ. Thì bạn, mình chưa biết tên bạn luôn. Hôm nay thì Coleman đang có cái gian hàng ở ngay cái lễ hội bánh mì tại công viên Lê Văn Tám, thì thấy bạn đến rồi bạn có nói là hôm trước có liên lạc với trên page mà cũng chưa có liên lạc được. Thì bạn cũng đang có một số cái câu hỏi muốn nhờ Coleman tham vấn dùng là trong cái mảng mà bạn đang kinh doanh. Thì có lẽ chắc em tự giới thiệu em tên gì, là em làm cái gì ha. Dạ. Rồi xong anh em bắt đầu cuộc trò chuyện. Dạ, xin chào khán giả. Rất là vui hôm nay được tình cờ gặp anh Coleman ở lễ hội bánh mì. Thì em thì sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Thì hiện tại em đang kinh doanh mặt hàng thực phẩm bổ sung và các thực phẩm chăm sóc cá nhân. Thì thấy chương trình miễn phí của anh, tư vấn miễn phí của anh Coleman, nên là mình mạn phép xin anh Coleman một ít phút để mà có thể nhận được sự tư vấn của anh Coleman. Và rất là, mình cũng không có nhiều vốn và cái thời gian mà quý báu của anh Coleman tư vấn như vậy rất là quý giá, và mình cảm thấy rất là may mắn khi được gặp Coleman ngày hôm nay. Dạ. Em em tên gì? Dạ, em tên Phúc. Phúc. Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ 31. À 31 hả? Dạ. Ồ 31, có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Ồ, chắc lo làm ăn quá hả? Dạ. Phúc 31, vậy là sinh năm 1993. Dạ 94. 94. Dạ. Ồ 94 là tuổi Tuất. Dạ. Em là gì Phúc? Dạ Quang. À Quang Phúc. Nhưng mà cái mảng em đang làm á, tức là nãy giờ em nói là em giống như là em đang kinh doanh. Nhưng anh không biết cái hình thức kinh doanh của em là em bán lẻ hay là em bán sỉ, hay là em làm phân phối, hay là, dạ, em, hay anh, là em đi gom hàng về rồi em bán. Dạ em vô kinh doanh của em mà không đầu tư vốn. Em chỉ làm hợp tác với công ty và phân phối lại cái hàng hóa của công ty thôi. Dạ. Là hợp tác với công ty. Dạ. Có nghĩa là các công ty giống như công ty anh chẳng hạn, không có sản phẩm thì hợp tác với em. Dạ. Rồi em là cộng tác viên, em bán hàng. Dạ. Rồi em chia sẻ cho họ cái phần chiết khấu, đúng không? Dạ. Thí dụ như họ chiết khấu em bao nhiêu phần trăm thì em cứ bán được bao nhiêu thì họ chiết khấu lại cho em. Dạ. Ờ anh hiểu rồi. Thì anh nghĩ em cũng có thể cộng tác với anh được đó. Dạ được. Ừ. Anh có nước mát nè, anh có nước mắm nè, gia vị rồi nhiều thứ. Thì nhưng mà em cần hỏi anh cái gì á? Dạ em. Tại vì nếu vậy thì em chỉ bán hàng thôi, đâu có gì. Cái ảnh hưởng của em là muốn trở thành một cái người có ảnh hưởng truyền thông, influencer, thì và để mình quảng bá cái thương hiệu, cái sản phẩm của mình nó đến truyền thông nó tốt hơn. Dạ thì nhưng mà cái của em là nó em chưa biết bắt đầu từ đâu, và có nghĩa là mình cảm thấy là cái duyên của mình ăn nói với truyền thông, từ ảnh hưởng của mình và cái vốn liếng của mình cũng chưa có nhiều, và em muốn là mình anh định hướng thì chị em giúp cho mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân như thế nào để mà mình có sức ảnh hưởng và có cái độ nhận diện cao, người ta tin tưởng mình, để người ta cảm thấy mình có thể tin tưởng mình để có thể mua cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Dạ. Anh hiểu vậy không biết đúng không ha, là hiện tại em giống như là một cái cộng tác viên bán hàng. Dạ. Của rất nhiều nhãn hàng khác nhau. Dạ. Nhưng mà tập trung là cái mảng thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi. Nhưng mà em thì em mong muốn là em sẽ làm lớn hơn, trở thành một cái nhà phân phối lớn hơn. Dạ. Và nhưng theo em là nếu mà muốn phân phối bán hàng tốt hơn thì mình phải làm hình ảnh nè, phải xây dựng hình ảnh, xây dựng cái thương hiệu mình, thương hiệu cá nhân giống như là một cái người có ảnh hưởng
thì mình sẽ bán tốt hơn, đúng không? Rồi thì làm thế nào để làm chuyện đó? Thì cái này đầu tiên thì nếu mà nói để xây dựng mình trở thành một cái người có ảnh hưởng mà gọi là xã hội, ví dụ social influencers, thì cái này thật sự anh nói nó là một cái công việc rất là khó. Đầu tiên là mình phải có rất nhiều hoạt động mà nó liên quan tới cái công chúng, đúng không? Cái người mà social influencer thì chắc chắn là phải có rất nhiều cái hoạt động liên quan tới công chúng, có thể là nghệ sĩ nè, giải trí nè, hoặc thậm chí là anh này, anh không phải ca sĩ, anh cũng phải nghệ sĩ, anh cũng phải diễn viên, anh cũng phải giải trí, nhưng mà anh có cái kênh YouTube chẳng hạn, anh làm cái kênh YouTube rồi, tức là anh làm content creator, tức là anh phát triển và nó sáng tạo nội dung đó. Thì mình có một lượng khán giả, tới lúc đó thì cái lượng khán giả này xem như là họ xem mình mỗi ngày, thì mình có một chút ảnh hưởng. Cho nên nếu em muốn bắt đầu, em muốn xây dựng, em trở thành một cái influencer, thì cái này anh nghĩ là nó thực sự nó là một cái đó, em phải quan tâm tới đầu tiên là cái ảnh hưởng của mình. Mình muốn có ảnh hưởng với xã hội thì mình phải có cộng đồng. Thì em muốn xây được cái cộng đồng, đầu tiên em phải có cống hiến cho cộng đồng, tức là em làm những cái như là giải trí nè, mang tới tiếng cười, mang tới niềm vui, mang tới sự giải trí cho họ. Thì có thể là nếu mình không có ca hát giỏi, mình không có đóng phim giỏi, mình cũng không có phải là người mẫu, thì mình phải làm, mình phải sáng tạo nội dung. Tức là em sẽ phải làm một kênh YouTube, em làm một cái Facebook, mà làm sao mà có càng nhiều người coi càng tốt. Thì đó là cái mà anh nghĩ rằng là một vài cái gợi ý thôi. Nhưng mà cái này thì nó không dễ. Còn mà cái thứ hai, một cái mà anh nghĩ là em đến gặp anh là vì em đang muốn bán hàng tốt hơn, đúng không? Để em phát triển, em từ một cái người cộng tác viên bán hàng, em trở thành một cái nhà phân phối chẳng hạn. Thì cái này anh nghĩ là nó sẽ có thể khả thi hơn. Tại vì em đã đang bán hàng rồi, tức là em đang làm công việc đó rồi. Còn nếu mà để làm cái công việc của một cái người mà giải trí, giống như một cái ngôi sao giải trí, hoặc là mình nói là một cái nhà sáng tạo nội dung, thì cái này mình chưa làm, mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Thành ra là anh nghĩ là em nên tập trung vô cái bán hàng. Em làm sao mà em trau dồi cái kỹ năng bán hàng của em trước. Tại vì nếu em đang là cộng tác viên bán hàng mà em muốn em trở thành phân phối, thì em phải bán hàng giỏi hơn nữa, để em nhận được thật nhiều nhãn hàng hơn nữa. Và khi em nhiều nhãn hàng họ tin tưởng, cái họ giao sản phẩm cho em, thì lúc đó mặc định là em bắt đầu trở thành nhà phân phối. Nhưng mà nếu muốn làm nhà phân phối nữa thì một vấn đề phải nghĩ tới là vốn. Nhưng mà khi mà em bán được nhiều rồi, ví dụ anh bán doanh thu, anh nói ví dụ một cái nhãn hàng thôi, thì một nhãn hàng thực phẩm chức năng bằng tháng em bán được, anh nói ví dụ 100 triệu thôi, thì chiết khấu của họ cho em thì ít nhất cũng phải được 15% hay 20% gì đó, là em cũng được 15-20 triệu. Và nếu như em làm chừng 4-5 cái nhãn hàng như vậy, thì tháng em kiếm cũng được gần 100 triệu. Thì nếu em là một cái cộng tác viên bán hàng giỏi, em bán 4-5 mặt hàng mà em bán tốt, thì anh nghĩ là cái thu nhập em 50% là hoàn toàn khả thi đó. Thì em dùng cái tiền đó để em tiếp tục em từng bước bắt đầu em ôm hàng vô, thì thành nhãn phối. Được rồi. Em đó, thì em anh thì anh chỉ, tại vì anh cũng chưa có nắm được cái ý em sâu hơn á, em cứ hỏi thoải mái. Cái em đang giống như là một cái đường số 0. Một số 0 thì mình không biết cách, giống như là mình không có một cái lợi thế nào để người ta tin tưởng mình. Người ta, mình chỉ có cái kiến thức về sản phẩm, mình sẽ có kiến thức về sản phẩm được đào tạo, sản phẩm này tốt như thế nào, có cái ưu thế cạnh tranh ra sao, và mình chưa có một cái gọi là mình trông chờ vào những cái nguồn thân quen như là người thân bạn bè để mà mình có doanh thu. Thì em muốn trong thời gian tới em khai thác được cái thị trường nó mới, thị trường lạnh. Thì không biết là theo anh thì cái thị trường, ví dụ như thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, thì mình khai thác thị trường lạnh nó như thế nào. Và cái việc giống như em mong muốn là mình chủ động khai phá thị trường, chứ không có trông chờ vào một cái gì, kể cả influencer hay là cái gì, em nghĩ vẫn là một cái gì đó bị động. Đúng rồi. Đợi cho người ta biết tới mình. Còn em muốn mình chủ động hơn, chủ động giới thiệu và chủ động tiến tới thị trường. Thì mình sẽ có những cái cách nào theo anh đối với những cái người mà khởi nghiệp từ số 0 như em?
Anh thì anh thấy vậy nè, cái đầu tiên là cái sản phẩm em chọn. Yeah. Đúng không? Em đang chọn cái sản phẩm thực phẩm chức năng và cái thực phẩm bổ sung, đó là hai cái sản cái chủng loại sản phẩm mà nó đang rất là, phải nói là đang rất là trend, nó đang rất là xu hướng. Yeah. Thị trường, nhưng mà trên thực tế thì cái gì mà nó xu hướng nhiều người quan tâm thì nó rất là cạnh tranh. Yeah. Đó là cái thứ nhất. Và khi nó cạnh tranh thì mình sẽ khó hơn nhiều. Thì đó là cái ý kiến đầu tiên. Thì nếu như em muốn mà đi nhanh hơn thì em chọn cái sản phẩm mà trên thực tế nó vẫn là nhu cầu, nhưng mà làm thế nào nó ít cạnh tranh hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, làm sao mà mở rộng được cái tập khách hàng của mình. Thì em đang nói là em đang có những cái khách hàng mà cá nhân, mà hầu hết là bạn bè, người quen. Thì cái này giờ với cái hiện tại giờ mình đang có sống trong cái thời đại 4.0, thời đại của mạng xã hội đó, thì ra cái việc kết bạn của nó rất là dễ. Muốn bán hàng được phải có quan hệ. Tất cả các anh sale giỏi, ngoài cái kỹ năng mà đi mở điểm mới nè, rồi chào hàng khách mới, mấy ổng phải có một cái tập khách hàng thân quen. Và chính là cái tập khách hàng thân quen là cái tập khách hàng rất là quan trọng. Và muốn vậy phải tạo quan hệ. Ví dụ em mới thì em chưa có tập khách hàng thân quen, thì em phải làm thế nào để em có thể tương tác được mạnh trên mạng xã hội để em tìm kiếm người. Đó, đầu tiên từ cái một người, rồi tới người thứ hai, tới người thứ ba, thứ tư. Thấy người này họ sử dụng sản phẩm, họ thấy ok thì họ giới thiệu tiếp với người thứ hai. Và cứ thứ vậy thì mình sẽ từ từ, không có cái câu chuyện gì mà kỳ tích là mình vô cái mình gom được một tập khách hàng liền đâu. Ví dụ ngày hôm nay em bán cho một cái người quen, một người bạn em, thì người bạn em cũng sẽ có thêm 100 người bạn nữa. Và nếu như cái sản phẩm em nó tốt, đầu tiên là cái sản phẩm em chọn, thứ nhất là nó phải tốt, chất lượng. Và cái thứ hai nữa là giá thành nó phải rất là cạnh tranh. Đó là cái bước đầu tiên. Rồi khi mà mình đã có kiến thức sản phẩm tốt rồi, mình thấy tự tin với cái sản phẩm mình đi bán rồi, thì mình tìm cách là mình làm sao bán lẻ cho nó tốt, rồi từ đó mình xây dựng quan hệ tiếp. Và muốn xây dựng quan hệ thì hiện tại bây giờ nếu mà em đi em chào hàng cũng không nhanh bằng việc mà em xây dựng cái trang cá nhân của em á. Anh nghĩ là em nên tập trung để xây dựng cái trang cá nhân của em, lúc nào cũng ra rã sản phẩm trên đó, và thậm chí em tập ngồi livestream để bán hàng. Tại vì bây giờ mình khởi nghiệp mà mình đâu có tiền, có vốn gì đâu. Tiền đâu mình đi thuê KOL, tiền đâu mình đi thuê những cái người mà livestreamer mà có tiếng. Mình phải làm. Và mình làm một cách chân thành, mình giới thiệu thì cứ vậy thì anh nghĩ là mưa lâu thấm đất. Đó. Với lại em đang làm kiểu mà độc lập như vậy nó rất là khó. Theo anh thì anh còn có, anh nghĩ thêm một cái hướng khác nữa. Nếu trước khi em làm độc lập vậy, em nên gia nhập một cái nhãn hàng nào đó để em vào trong cái đội bán hàng đó trước, để mình learning cái việc bán hàng như thế nào của sản phẩm, và mình có nhận lương luôn. Thì khi mà mình đã nắm được rồi cái đường đi nước bước rồi thì lúc đó mình ra mình khởi nghiệp nó sẽ tốt hơn. Còn giờ mình tâm tâm mù mù mình đi ra thì một mình đơn thân độc mã, thực sự anh cũng chưa biết là em làm được tới đâu rồi nó như thế nào. Thì anh cũng muốn hỏi là hiện tại giờ em bán những tháng doanh thu em kiếm được nhiều doanh thu cũng không nhiều lắm. Dạ. Khoảng rồi, nhiều anh, nhưng mà cái doanh thu của em vẫn chưa đủ để mà mình duy trì hoạt động của bản thân mình luôn á. Trời. Dạ. Không, doanh thu khoảng nhiêu? Dạ vài chục triệu. Vài chục triệu thì cái chiết khấu của họ cho em được nhiêu? Dạ vài triệu. Đó, thì đúng rồi. Dạ. Được 50 triệu không? Dạ chưa tới. Ồ, khó. Cho nên anh nghĩ cái an toàn nhất là mình nên đi làm, hoặc là em nên cộng tác với nhiều nhãn hàng. Thí dụ nhãn này em được 50, nhãn kim được 50, nước mát Sài Gòn 50, nước mắm nước tương của anh 50, cứ như vậy em có 4-5 cái nhãn hàng em làm, thì em gom lại thì mỗi nhãn nó trả, mình sẽ kiếm được cái tiền chiết khấu là 5 triệu một nhãn thôi. Em làm 4 nhãn có 20. Thì anh nghĩ đó là cách. Tại vì khi mà mình bán đúng một thứ cũng, thật sự mà khi mình mới á, mình bán một thứ rất là khó bán. Lúc mà mình mới làm á thì mình phải nên làm rất là nhiều, được càng nhiều càng tốt. Thì nó dễ hơn, để người ta dễ chọn lựa. Thí dụ em post lên Facebook em, anh nghĩ là em đang làm trên đó bằng cách đó đúng không? Yeah. Em post lên Facebook em thì em phải có ABCD, hôm nay em bán này, mai em bán kia. Thì người tiêu dùng, bạn bè em nó dễ lựa chọn. Rồi khi bạn bè người quen mình họ lựa chọn xong thấy ồ sản phẩm này tốt quá, họ quay trở lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Đó. Và mình phải tìm những cái nhãn hàng mà nó có thương hiệu. Thí dụ một cái nhãn hàng không có thương hiệu mà em mất thời gian nó em mệt lắm. Còn những cái nhãn hàng mà thương hiệu lớn thì thua.
nhãn hàng thương hiệu lớn bao giờ họ cũng đã có hệ thống bán hàng mạnh mẽ rồi, nhưng mà những nhãn hàng khởi nghiệp nhưng mà họ làm thương hiệu khá tốt thì những cái nhãn hàng đó nó có nhiều cơ hội hơn cho mình. Đó. Thì nếu mà em không tin em thử đi, em thử làm cộng tác viên với lại Nước Mát Sài Gòn của anh thử. 50 triệu thì 50 triệu là khoảng nhiêu ta? 100 thùng á. Ý. Đúng rồi. 50 triệu khoảng 100 thùng. 100 thùng. Được á, 50 triệu là 400 thùng lận, 50 triệu tới 300 mấy chục thùng. 300 mấy chục thùng thì hiện tại bây giờ anh chiết khấu là đâu đó cũng khoảng 10% 15%. 10 tới 15% trên doanh số, nếu 50 triệu thì cũng được 7 triệu mấy. 5 triệu, từ 5 triệu cho tới 7 triệu. Thì em thử nhiều cái vậy thì cái em mới hình dung như là giống như em là một cái cửa hàng vậy đó. Đúng không? Hiện tại giờ em giống như một cửa hàng. Em bán sản phẩm trong này, em bán sản phẩm kia, những cửa hàng này ở cửa hàng online. Em không có mặt bằng. Thì em bán trên online, tức là em bán trên cái trang Facebook cá nhân của em. Rồi tiếp tới em làm TikTok, em làm thêm này kia nữa thì em bán trên cái shop của em á. Thì shop em phải có nhiều mặt hàng. Có một mặt hàng mà mặt hàng yếu quá coi như là gãy. Vậy ha. Rồi thì về thử đi. Thử làm thêm một vài mặt hàng nữa. Anh cũng sẵn sàng là ủng hộ em để em làm thử với cái mặt hàng của anh. Thì cứ ban đầu thì bán tới đâu tính tới đó. Rồi em cứ ấy, em lấy hàng mẫu về em để em bán. Đó, em để hàng mẫu, ví dụ em lấy 1-2 thùng mẫu về thôi. 1-2 thùng mẫu về em bán xong tôi bên đây rồi xong mình tính chuyện giao hàng thôi. Thế người ta đặt hàng rồi lúc đó mình anh chuyển hàng tới em đi giao vậy đó. Dạ. Ha. Rồi em còn gì hỏi nữa không? Dạ em chỉ băn khoăn nhất là điều đó. Không phải bắt đầu là một sale giỏi, em phải làm một sale giỏi đã. Rồi em mới nghĩ tới, tức là cái em tưởng tượng đó, em đang làm cửa hàng của em riêng em á, mà cửa hàng này không có mặt bằng và em cũng không có vốn nhiều luôn, cho nên em chỉ có thể nhập hàng lần mà 1-2 thùng hoặc là một và chừng ít sản phẩm mình bán đi, tại vì người ta bắt chắc chắn người ta sẽ bắt em phải trả tiền trước đúng không? Tại em lấy hàng về em phải trả tiền trước, rồi sau em bán xong rồi em lại lấy hàng tiếp đúng không? Đó. Thành ra là em cứ lấy ít rồi em cứ lên đơn xong rồi cái họ trả tiền được về cho em, xong là cứ vậy làm tới thôi. Tới lúc mình bán là mình tích lũy cái phần chiết khấu đó lại. Ví dụ tới lúc mình lên mình kiếm được cái phần chiết khấu mà nó lên tới 20 triệu thì mình tích lũy lại dần dần để mình bắt đầu mình mở rộng thêm, mình lấy hàng chị từ chỗ khác. Anh tin là nếu mà em mê thì em làm sẽ được thôi. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của em là hiện tại giờ là mình phải tìm nhãn hàng. Tìm nhãn hàng nào mà người ta có cái phần quảng bá tốt cho mình, tại vì mà cá nhân mình làm không nổi. Mình đâu ai biết em đâu. Thì ví dụ như em nói bây giờ các bạn ơi, mình đang bán hàng cho Nước Mát Sài Gòn Win Coleman nè. Ồ vậy hả? Rồi cái nước này tìm bữa giờ. Ví dụ vậy. Hoặc em đang bán hàng này cho anh, cho Hồ Ngọc Hà. Em bán hàng cho mấy người mà có ảnh hưởng, ví dụ vậy. Thì lập tức là nó sẽ là một cái bước đệm để cho mình đỡ phải tốn cái chi phí mà quảng bá tiếp thị. Còn nếu mình khơi khơi mình đi làm thì bây giờ nói sản phẩm nhiều lắm, không biết sản phẩm gì luôn. Thị trường bây giờ ngay cả cái thực phẩm chức năng với thực phẩm bổ sung, trời ơi nó nhiều kinh khủng mà cũng không ai biết là thương hiệu nữa. Họ không làm thương hiệu em không bán được. Vì em có giới thiệu cho dù sản phẩm tốt cách mấy mà không có thương hiệu, người ta không biết tới là nan giải. Chính vì vậy cho nên cái chương trình này là thật ra anh có ý tưởng làm cái này vì anh đang thấy là rất nhiều người làm sản phẩm tốt lắm nhưng họ không có thương hiệu, không ai biết sản phẩm họ luôn. Họ phải xây cái tên trước, người ta phải nhớ cái tên mình trước, cho nên là thông qua cái chương trình mà xây dựng thương hiệu từ zero đó, thì Coleman mong muốn rằng là bà con của bác mình, ngay cả một bạn trẻ này thôi, bạn làm kinh doanh thôi, bạn đang thắc mắc thì mình cũng chia sẻ. Vậy thì huống chi là những cái quý khán giả, quý khách hàng mà mình đã có doanh nghiệp rồi và mình đang kinh doanh rồi mà mình thấy chưa hiệu quả là tại vì mình đang bị khó khăn trong cái vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu để làm sao cho khách hàng biết đến mình nhiều hơn và từ đó thu hút khách hàng nhiều hơn, thì Coleman cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với quý khán giả một buổi như thế này, 30 phút, 45 phút, dạ hoàn toàn miễn phí.
Còn khi mà mình đã có doanh nghiệp mình phát triển nữa thì mình phải có những cái chi phí cho marketing, cho tiếp thị, rồi cho thiết kế, rồi cho này nọ này kia nữa, thì đó là cái chuyện đó, thì mình có thể tìm bất kỳ đơn vị nào, hoặc là Coleman cũng có thể giới thiệu thêm là mình nên làm cái này này này. Thì bước kế tiếp là cái gói, những cái gói dịch vụ như vậy thì quý bà con bác mình cứ có thể tự tìm ở đâu đó cũng được thoải mái. Còn nếu bà con bác muốn thì Coleman nói các anh em nó giúp cho. Vậy thôi. Rồi, thì cảm ơn em ha, cảm ơn Phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi thôi thì chúc Phúc cố gắng là trở thành một cái sale thật giỏi, tích lũy được thật nhiều để rồi sau này biết đâu làm nhà phân phối, hợp tác với lại Coleman Food với nước mắm Sài Gòn. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi hết cái video này, và quý khán giả mình đừng cứ để lại số điện thoại nha. Cứ để lại số điện thoại hoặc là có thể tương tác vào cái fanpage của Coleman, hoặc là có thể gọi cho bạn trợ lý Miri, số điện thoại là 0933 755 543. Để đặt lịch thì Coleman sẽ sắp xếp thời gian để tư vấn, có thể là tư vấn tại chỗ giống vậy, nhưng mà cũng có thể là mình sẽ tư vấn chia sẻ với quý khán giả online luôn, mình gọi điện online trực tiếp qua FaceTime luôn, như vậy. Xin chào tạm biệt.